Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò thì được phát hiện vào trung tuần tháng 10 vừa qua thì tại các cái tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng hay Bắc Cạn. Và hậu quả thì đã làm khoảng 300 con gia súc bị mắc bệnh và hàng chục con thì đã bị chết. Và ngày 1 tháng 11 vừa qua thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì có công văn chỉ đạo các cái tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc. Và cái việc phòng chống và tránh nguy cơ xâm nhiễm vào đàn gia súc của tỉnh đã được triển khai như thế nào? Thì trong cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến ông Đỗ Thanh Mỹ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên. Và xin cảm ơn ông Đỗ Thanh Mỹ đã tham gia cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay. Thì trước khi đến với nội dung chính của cuộc trao đổi thì xin mời ông Đỗ Thanh Mỹ, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn do các cái đồng nghiệp của chúng tôi tại các cái tỉnh mà có gia súc bị mắc bệnh thực hiện trong thời gian vừa qua. Tại tỉnh Cao Bằng, bệnh viêm da nổi cục được phát hiện đầu tiên là đàn bò của xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang. Đàn bò đầu tiên bị nhiễm bệnh là của gia đình bà Phương Thị Ngò ở xóm Bản Khòng. Từ 1 rồi đến cả 8 con bò mắc bệnh với nhiều triệu chứng như sốt cao, suy nhược cơ thể, trên da và niêm mạc nổi nhiều nốt sần. Phát hiện biểu hiện lạ trên đàn bò, bà Ngò đã nhanh chóng báo cáo trạm thú y huyện và mua thuốc về tiêm. Nhưng bò bệnh thì không khỏi, lại càng kiệt sức hơn. Hai con bị nhiễm nặng, nhưng mà mỗi con bé nó đi ăn được, nhưng cứ cứng cả lưng cả chân nó đứng cả nó lên một hột. Còn tại tỉnh Bắc Cạn, vào thời điểm cuối tháng 10, đàn bò gồm 17 con của một gia đình tại thôn Bó Lếch, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn thì có 3 con bị mắc bệnh viêm da nổi cục. Một con sau 4 ngày mắc bệnh đã chết. Tiếp đó, chỉ trong vòng một tuần, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 100 con bò mắc bệnh, hơn 10 con bị chết. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các ngành chức năng của tỉnh này đã vào cuộc, đồng thời khuyến cáo người dân cách chữa bệnh kịp thời. Mới tách con bò có biểu hiện nổi cục da riêng, với gia đình cũng đã lấy thuốc hạ sốt với lại tăng cường sức đề kháng để tiêm con bò. Sau 2-3 hôm duy trì thực hiện biện pháp tiêm như thế thì hiện nay con bò của nhà tôi đã khỏe mạnh bình thường và những cái nổi cục thì đã đóng vảy. Sau khi xác định được bệnh, chính quyền và lực lượng chức năng các cấp ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Cạn đã yêu cầu các hộ dân có bò bị bệnh phải cách ly toàn bộ đàn bò để chăm sóc, theo dõi điều trị. Tích cực tuyên truyền vận động và tăng cường khuyến cáo người chăn nuôi hạn chế thả rông châu bò, đồng thời thường xuyên kiểm tra đàn gia súc để phát hiện và có biện pháp phòng bệnh kịp thời. Giải pháp trong thời gian tới thì chi cục chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thông tin tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động giám sát đàn gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phun khử trùng tiêu độc và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Đặc biệt chú ý là chúng ta phải sử dụng các cái thuốc phòng trừ được các cái con ruồi mọc. Thứ hai là vệ sinh tốt cái chuồng trại. Thứ ba nữa là tăng cường cái thức ăn bổ sung cho cái gia súc, đặc biệt cái mùa rét này, để làm sao nó nâng cao được cái sức khỏe. Chú ý là cái dịp rét này thì cũng phải che chắn chuồng trại, kết hợp với che chắn chuồng trại. Thì nếu mà thực hiện tốt các giải pháp đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể giảm được. Viêm da nổi cục là bệnh do virus gây ra, lần đầu tiên xuất hiện ở các địa phương kể trên và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do đó công tác phòng chống dịch vào thời điểm này đang rất cấp thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho các hộ chăn nuôi. Vâng, thưa ông Đỗ Thanh Mỹ, thì thông qua cái phóng sự vừa rồi cũng có thể thấy rằng là mặc dù tỉnh Điện Biên của chúng ta thì chưa xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò. Tuy nhiên thì đây là cái căn bệnh mới và cần phải có sự phòng chống rất là cấp thiết. Vậy thì ông có thể chia sẻ một số cái biểu hiện, những dấu hiệu nhận biết đối với bệnh viêm da nổi cục mà xuất hiện trên đàn châu bò được không? Đặc điểm của bệnh này thì do virus gây ra và bệnh này nó tác động lên các cái phần thượng bì của con gia súc, đặc biệt là châu bò, nó sẽ gây sốt 40 đến 41 độ C. Gây sốt cao, và sau khi sốt như vậy trong vòng từ 1 đến 2 ngày nó sẽ xuất hiện những cái u cục trên cái cơ thể của trên bề mặt da của châu bò, đặc biệt là những cái vùng da, ví dụ như là da bụng,
da sườn, da ức, rồi là nó sẽ gây những cái lở loét ở tại vùng mũi hoặc vùng miệng, hoặc cơ quan sinh dục. Bệnh gây sốt gia súc và nó làm cho cái tiết sữa của vật nuôi giảm sút và ảnh hưởng đến cái sự ăn uống, đặc biệt là miệng con gia súc nó sẽ gây những cái vết nét tương tự như là móng móng, nó có sùi bọt và nó làm cho con súc gia súc khó ăn và làm cái suy kiệt. Đặc biệt cái bệnh này nó diễn biến rất dài trong 3 đến 4 tuần và các cái mụn u cục ấy, có thể nó sẽ bị lở loét và nó nhiễm trùng, gây nên cái việc khó chịu cho vật nuôi và giảm sức đề kháng, có thể dẫn đến chết. Bệnh này thì có một cái nguyên nhân cơ bản là cái vector truyền bệnh của nó hiện nay là được xác định nó qua cái loại động vật hút máu, ví dụ như là côn trùng hút máu, ví dụ như là muỗi, ve, mòng. Chính vì thế cho nên là một trong những cái cơ sở để chúng ta tổ chức cái phòng chống sau này. Thế thì một mặt nữa là bệnh có thể lây qua cái việc là vận chuyển động vật từ cái vùng này sang vùng khác. Và do con người chúng ta mang cái giết mổ thịt và tiếp xúc giữa cái con bệnh và con không bị bệnh. Đây là một cái bệnh mới xuất hiện và bệnh này do virus gây ra, nó tương tự như là cái virus bệnh đậu dê. Thì các nhà khoa học đã nghiên cứu thì đây là một cái bệnh nó cùng chi với cái bệnh đậu dê và có thể sử dụng cái vaccine đậu dê để phòng bệnh. Tuy nhiên là cái việc này thì Cục Thú Y cũng đang tổ chức cái việc nghiên cứu và thẩm định đánh giá để sắp tới sẽ có cái hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Thì đối với bệnh viêm da nổi cục trên châu bò thì đây là bệnh do virus gây ra và nó không lây bệnh sang người. Chúng ta phải thấy một điều đầu tiên như vậy, mà chủ yếu xuất hiện trên châu bò và đặc biệt là bò nhiều hơn là châu. Vâng thưa ông có thể cho biết đâu là cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh viêm da nổi cục mà xuất hiện trên châu bò và cái thời gian ủ bệnh của châu bò là bao nhiêu lâu? Thì chúng ta biết rằng là bệnh viêm da nổi cục ở châu bò thì nó xuất phát từ nước ngoài, nó xâm nhập vào địa bàn trong nước. Hiện nay đã có 5 tỉnh bị bệnh và cái cơ bản nhất của cái triệu chứng của cái thời gian ủ bệnh của bệnh viêm da nổi cục nó từ 1 đến 14 ngày. Và cái đặc điểm cơ bản nhất là nó gây sốt gia súc, sốt rất cao, thậm chí đến 40-41 độ C và làm giảm cái khả năng tiết sữa, và đặc biệt là sau 48 giờ thì nó sẽ hình thành các cái u cục ở trên cơ thể. Và đây là cái biểu hiện lâm sàng nhận biết rõ nhất và hộ chăn nuôi nào cũng có thể nhận biết được khi mà gia súc mắc bệnh này, là một cái điểm mà chúng ta có thể căn cứ vào đấy để có cái báo cáo với cơ quan chuyên môn và lực lượng thú y cơ sở để lấy mẫu giám sát xét nghiệm để xác định chính xác là cái viêm da nổi cục để chúng ta tổ chức phòng chống. Nếu trong trường hợp mà bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên châu bò của tỉnh Điện Biên thì sự nguy hiểm lớn nhất đối với lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh ta là gì thưa ông? Như chúng ta đã thấy thì cái chăn nuôi gia súc, đặc biệt là với châu bò của tỉnh Điện Biên hiện nay, với cái tỷ lệ thả rông và chăn nuôi ở ngoài chuồng là còn số lượng rất lớn, chiếm tỷ trọng rất lớn. Chính vì thế cho nên nếu để xảy ra thì là sẽ là một cái khó khăn trở ngại trong cái việc tổ chức cách ly, bao vây ổ dịch. Vì thực tế là cái mùa đông xuân này thì bà con đa phần là thả châu bò trên các bãi chăn. Mà khi đã thả chung như vậy thì cái việc ve, mòng rồi muỗi đốt từ con mắc bệnh sang con không mắc bệnh là rất cao. Chính vì thế cho nên cái khâu tổ chức sản xuất, tổ chức giám sát, tổ chức quản lý đàn đối với châu bò trong cái vụ đông xuân này đối với bệnh viêm da nổi cục là cực kỳ quan trọng. Tôi chưa thấy viêm da nổi cục thế nào cả. Bây giờ thì coi như có thú y nói hướng dẫn cho nông dân nuôi châu bò tốt hơn. Từ trước đến nay thì bác bao giờ đã nghe thấy bệnh này chưa? Chưa. Mình có biết về sự nguy hiểm của bệnh này không? Rồi, chưa biết. Gia đình chúng tôi chăn bò cũng lâu rồi, là chúng tôi cũng chưa thấy là cái bệnh viêm da nổi cục gì, là chúng tôi cũng mong thú y đến hướng dẫn cách phòng tránh. Đây, từ trước đến nay chúng tôi đi chăn châu bò không thấy bệnh viêm da, chỉ có tiêm vaccine đầy đủ hàng tháng hàng năm. Thế bây giờ mà chăn nuôi châu bò mà bệnh viêm da nổi cục thì xuất hiện ở nhiều tỉnh như vậy thì chú mong muốn cái gì?
Đấy, chú mong muốn cho thú y đến giới thiệu cho bà con để biết. Vậy thì trong cái trường hợp mà các hộ chăn nuôi phát hiện ra trâu bò của mình bị mắc bệnh viêm da lở cục thì cái việc làm cần thiết ngay tại thời điểm đó là gì? Cái việc đầu tiên khi chúng ta phát hiện thấy có dấu hiệu của viêm da lở cục, thứ nhất là phải cách ly ngay những con ốm. Đấy, cái biện pháp đầu tiên, chúng ta phải cách ly ngay những con ốm ra một khu vực riêng để chúng ta xử lý bằng cách là chúng ta sẽ tiêu diệt những cái động vật nó gây truyền như là muỗi, ve mỏng bằng các loại hóa chất thích hợp. Tiếp theo là chúng ta tổ chức vệ sinh sát trùng cái khu vực mà chúng ta đang nuôi giữ cái con mắc bệnh. Nếu ở trong chuồng thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc ấy dễ dàng. Nhưng mà nếu ở bãi chăn thì chúng ta lại phải có một cái phương cách khác, đó là chúng ta phải quay toàn bộ cái khu vực mà đã chăn thả chung. Chúng ta xác định cái vùng chăn thả và cái khu vực xung quanh là cái khu vực đặc biệt nguy hiểm và khu vực ổ dịch để chúng ta có cái giải pháp can thiệp. Vậy thì tại thời điểm này thì tỉnh Điện Biên của chúng ta đã triển khai những biện pháp cụ thể nào để phòng chống bệnh viêm da lở cục trên đàn châu bò? Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi được biết là căn cứ vào cái chỉ đạo, công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì hầu hết các huyện trong tỉnh cũng đã có cái văn bản chỉ đạo đến cấp xã là cái việc tăng cường, thứ nhất là cảnh báo cái nguy cơ, thứ hai là tăng cường các biện pháp chủ động thực hiện các biện pháp giám sát để nếu có ca bệnh thì phát hiện sớm và sẽ can thiệp theo cái hướng dẫn của cơ quan thú y. Vậy thì đối với riêng cái hoạt động trên lĩnh vực thú y thì chi cục sẽ triển khai những nhiệm vụ cụ thể nào để phòng chống cái bệnh viêm da lở cục, đặc biệt là việc nâng cao nhận thức và hiểu biết cho người dân về cái căn bệnh này? Thứ nhất là chúng tôi bám sát cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và hướng dẫn của cục thú y, chỉ đạo của cục thú y để chúng tôi thường xuyên nắm bắt cái thông tin để kịp thời phối hợp với cơ quan truyền thông để chúng tôi thông tin cái việc này đến với người chăn nuôi ở trong tỉnh để làm sao chúng ta thấy được cái diễn biến của dịch bệnh để người dân từ đó có cái chủ động trong cái biện pháp phòng chống. Cái biện pháp tiếp theo thứ hai là chúng tôi sẽ tăng cường cái khâu giám sát, tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và đặc biệt là cấp huyện sẽ có cái chỉ đạo để đến Ủy ban nhân dân cấp xã, đến chỉ đạo đến tận thôn bản và hộ chăn nuôi để nắm được cái thông tin về dịch bệnh. Thứ nhất nắm thông tin dịch bệnh, thứ hai là hiểu biết về cái cơ chế lây truyền của bệnh và tiếp theo để chủ động các biện pháp phòng chống, đặc biệt là cũng trong đó là cái khâu phòng chống đói rét và dịch bệnh trong cái khung chung của cái vụ đông xuân 2020-2021 này. Làm thật tốt thì chúng ta sẽ thực hiện, hy vọng rằng là cái bệnh viêm da lở cục cũng sẽ được tổ chức phòng chống tốt. Vì chúng ta cũng không quá hoang mang vì thực tế là bệnh này nó không lây sang người và cái tỷ lệ lây nhiễm nó không ồ ạt như là dịch tả lợn châu Phi. Đấy. Chính vì thế cho nên chúng ta cũng không quá lo lắng. Bà con hãy chủ động và nắm bắt các thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông chính thống và cái chỉ đạo trực tiếp của các cơ quan chính quyền. Rõ ràng là qua cái việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, trong đó có bệnh viêm da lở cục mà như trao đổi của ông Đỗ Thanh Mỹ vừa triển khai và trao đổi với chúng ta trong cuộc trao đổi ngày hôm nay, thì để phòng chống tốt cái bệnh viêm da lở cục trên đàn châu bò thì mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức của mình, đặc biệt là không được giấu dịch, và khi mà phát hiện gia súc bị bệnh thì cần phải báo cáo với cơ quan chức năng ngay và không được thả xác động vật, đặc biệt là gia súc bị bệnh trên các cái sông hoặc là tự ý là chôn lấp. Như vậy thì cái dịch bệnh sẽ không được kiểm soát và rất dễ bị lây lan ra diện rộng. Và chuyên mục của chúng tôi thì hôm nay xin được kết thúc và xin cảm ơn ông Đỗ Thanh Mỹ đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.